Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay pha cất cánh của chiếc Airbus A320neo đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Chiếc máy bay mang số năng bạ VN513. Kể từ khi chiếc máy bay này về nước vào ngày 7 tháng 7, thì đây là lần đầu tiên mình ghi hình pha cất cánh của nó. Chiếc A320neo đang tiến dần đường băng cất cánh, chuẩn bị cho chuyến bay sớm đi Đà Nẵng. Chiếc này đã được Vietnam Airlines đưa vào khai thác thương mại từ ngày 13 tháng 7. Chủ yếu cho các chặng bay ngắn từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay ở miền Trung. Chiếc này về nước đúng lúc ngành hàng không Việt Nam đang rất thiếu máy bay, do 44 chiếc Airbus A321neo đã phải tạm dừng bay để triệu hồi kiểm tra động cơ Pratt & Whitney PW1000G. Chiếc A320neo này cũng sử dụng hai động cơ Pratt & Whitney PW1000G. Tuy nhiên, chắc chắn các động cơ xuất xưởng sau này đã được nhà sản xuất khắc phục lỗi có thể gây mất an toàn. Có thể thấy các động cơ PW1000G có đường kính ngoài lớn hơn khá nhiều các động cơ EIEV2500 của chiếc A321 đầu phía sau. Đường kính vỏ ngoài của động cơ PW1124G1 trên chiếc A320neo này là 2,224m, trong khi đường kính vỏ ngoài của động cơ EIEV2500 trên chiếc A321 của Vietnam Airlines là 1,682m. Dòng Neo của Airbus nổi tiếng với động cơ mới, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường hơn. Chiếc VNA513 đang tiến từ đường lăn S1 vào đường băng cất cánh 11R. Cánh ngay phía sau chiếc A320neo của Vietnam Airlines là chiếc A320neo đầu tiên ở Việt Nam của hãng Bamboo Airways. Bây giờ chúng ta cùng xem pha chạy đà cất cánh của chiếc VN513. Chiếc A320neo của Vietnam Airlines đã cất cánh bay lên trong ánh bình minh rực rỡ của một ngày mới. Và đây chính là chiếc A320neo đầu tiên của các hãng hàng không Việt Nam, chiếc VNA596. Chiếc này về nước năm 2019, một năm rực rỡ của ngành hàng không Việt Nam, và nó đã được hãng Bamboo sơn một bộ livery rất đẹp, nhận diện thương hiệu của hãng hàng không Che Việt. Sau chiếc này thì hãng Bamboo cũng đã đưa về khá nhiều Airbus A320neo. Sau đó do gặp khủng hoảng tài chính, hãng này đã trả rất nhiều máy bay, trong đó toàn bộ đội bay Airbus A320neo chỉ giữ lại duy nhất chiếc này. Sau vài năm phục vụ thì chiếc này vẫn rất đẹp phải không các bạn? Chiếc VN596 đã bắt đầu chạy đà để cất cánh. Và đây là lúc chiếc VN513 bay từ Đà Nẵng về và chuẩn bị hạ cánh.
Mình sẽ ghi hình pha cánh của nó với một góc quay đặc biệt. Góc quay này chúng ta có thể nhìn xuyên qua bộ cánh quạt đang quay của các động cơ PVK-1000G. Ở trung tâm của động cơ là lõi tuabin. Và góc quay này có thể thấy máy bay chạm mặt đường băng mà không bị vướng gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.